chiếc tô có bán buôn bán lẻ số lượng cực lớn và cô cũng là mua tên số cực tuổi 0907 911 576. Xin cảm ơn anh nên tay nghe chương trình sản phẩm của các em trẻ của chúng em ngày hôm nay được tặng. Dạ hàng quần áo trẻ em đồng giá 20.000 đồng của chúng em. Một bộ quần áo trẻ em cũng chỉ có 20.000, mua 5 bộ cũng chỉ có 100.000 đồng. Wow, quá trời nè, quá trời giảm luôn nào. Ngày hôm nay chúng em vào đây bán cùng cùng bán cho cô dì chú bác nào kích cầu mua sắm trong chương trình đã. Mua 5 bộ cũng chỉ có 100.000 đồng nào. Wow, không thể kích cầu và hiểu nào. Quần áo quần áo trẻ em đây nói đấy là nói mây mây ạ. Ờ. Để làm gì ăn bà lấy không má? Đắt cái gì bà ơi, bà cháu thì má rất là rẻ lắm rồi. Bà bình thường ít làm phải quê thì nó chứ mà cháu đi bà đào cái cho bà cháu nào khó mà ăn cái này động gốc không có thứ to như này em lồng chứ mới đây sao nhà này năm nghìn thôi. Cảm ơn.
giam. Bà, ăn đi cho cháu đi bà ơi. Em lấy về em còn luộc ấy. Để dao cắt cho chị ấy. Mình có dao này, dao cắt cho chị ấy. Thank you.
chỗ ăn lắm đậu. Ăn trừ bữa ăn được ai ạ? Nhớ bạn chủ nhận nhỉ? Nhớ bạn chủ nhận nè. Thank you.
Kính chào bà con cô bác, chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm độc. Trong tần ấy mà, trong tần thịt mà. Kính chào bà con cô bác, xin giới thiệu một sản phẩm Đấy. À, thế không phải.
Ai bảo bước vào nào không?